Rồi, mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em tên là Lê Lương Yến Nhi ạ. Năm nay em 28 tuổi, sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em làm logistics. À, làm gì em? Giống như xuất nhập khẩu á chị. Bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thành Long, sinh năm 1989. Em quê quán thì ở Bạc Liêu, nhưng mà hiện nay sinh sống và làm việc ở Gò Đen, Long An. Công việc của em là quản lý cửa hàng nông ngư cơ, là... tức là máy cài đó kia. Máy cài, cài xe cuốc rồi đủ thứ động cơ. Ở Bến Lức hả? Dạ dạ. Gò Đen cái là cái à, Gò Đen vậy cũng gần thành phố mà. Thì kế bên đi, kế bên nói chung khoảng là sát, không sao cả. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nhi? Dạ, điểm mạnh của em thì em cảm nhận được là mình là người hiền lành, thích sống gọn gàng. Điểm yếu thì em có nhiều lắm. Cái nhất là em không có biết nấu ăn. Dạ. Cái thứ hai là em sợ nhiều thứ lắm, sợ ma, sợ côn trùng nhiều lắm. Nhưng mà tính em là hai liều nữa. Ý là sợ ma lắm nhưng mà thích tiêm con mấy cái phim ma. Là chuyên ra rủ tự mình nhắc mình vậy đó hả? Dạ. Em thích mấy cái đó lắm ạ. Hay là chơi mấy cái trò chơi em cảm giác mạnh á. Sợ lắm nhưng mà lại thích đi chơi. Dạ. Trời đất ơi, cô này cũng ngộ nha. Rồi còn gì nữa không? Em có cảm giác là em sợ dao á, hội chứng sợ dao á chị. Rồi, hiểu luôn ha. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của bạn gái với em kiểu như là bù trừ cho nhau vậy chị. À. Em thì vì là nấu ăn ngon, có điểm điểm giống chung là gọn gàng, em thích như là sạch sẽ gọn gàng. Điểm mạnh em là thích chăm sóc cho bạn gái, như kiểu như nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, nói chung em làm được hết. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình mà khắc cốt ghi tâm là hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc em vừa đi mãn nghĩa vụ quân sự ra, rồi đó cũng có gia đình mà ly dị rồi cũng có con rồi. À. Cũng quen được khoảng 6 tháng. Tại vì lúc đó mình ra mình còn bập bênh, chưa có cái công việc gì nó ổn định chứ. Cái người phụ nữ thì người ta chung từng trải rồi, ta chín chắn hơn, ta suy nghĩ nhiều hơn nên là không chọn mình. Mối tình thứ hai là khoảng một năm mấy tháng. Vậy là hai mối tình nó cũng đâu có dài lắm đâu đúng không? Dạ, nhưng mà mối tình thứ hai thì làm cho em nói chung là buồn nhiều nhất. Mình đặt hết niềm tin vào người đó. Cũng thời gian là em định là tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà cuối cùng là trong lần tình cờ thôi, giờ cái tin nhắn Zalo á, không nhắn tin với một người bạn trai khác. À, thôi coi như là thôi, bỏ qua em đi. Không có sự lựa chọn. Thôi có gì đâu mà buồn. Dạ. Đó là cũng những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình thôi. Để dạ, mình chị hết buồn, chị hết buồn rồi ha. Rồi mời bạn gái, tình trường của em thì sao? Em chưa có mối tình nào ạ. Hả? 28 năm chưa mối tình nào hết. Dạ. Lý do tại sao? Em nghĩ là tại công việc em đi sớm về muộn, với lại tính của em cũng hơi nhát nữa. Không ai để ý mình mà mình cũng không để ý ai. Dạ. Rồi túm cái gọn lại là giờ chưa được hôn luôn. Nỗi đau của em đó chị. Nỗi đau đó hả? Dạ. Bữa nay muốn hôn không? Dạ thôi, ngại lắm chị. Bây giờ em gái bên kia muốn tìm người yêu thế nào em gái? Là người cao hơn em một chút là được rồi ạ. Rồi, em cao mét mấy? Dạ 58 ạ. Chắc bên đây khoảng 85 à. Không tới 85 anh ơi, mà mét 86 là. To rồi, mét 86 luôn. Dễ sợ không? Được không em? Dạ được rồi. Mang cái guốc cao thoải mái luôn ha. Không, dạ. Bắt ghế bắt, bắt ghế sao? Lên. Mà mang guốc lên chừng 5 phân thì cũng là tương xứng. Còn gì nữa không em? Bạn trai em vui vẻ một chút, tại tính em cũng nhát. Anh ấy ít nói. Còn một cái nữa là cũng biết chăm lo cho gia đình, không gia trưởng. Là được rồi ạ. Vấn đề gia trưởng thì em yên tâm đi, anh là tính anh thoải mái lắm. Không có vụ mà sở thích anh là thích là chăm sóc phụ nữ, như là chăm sóc người bình thường thôi. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là nói chung thì em cũng ghi trong cái phiếu mình đó là chỉ cần cao từ 1m57 trở lên được rồi. Khuôn mặt ưa nhìn thôi, phúc hậu, giống mẹ em đi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Điều như là đứng núi này trong núi nọ. Quen người này mà nhắn Zalo người khác đó hả? Nhưng mà từ nãy giờ chị cứ nghe em nói là em chăm sóc bạn gái, cụ thể em chăm sóc làm sao? Tới mùa mà mùa mặn cái vậy. Mùa mặn. Mấy ngày đó thường bạn gái người ta hay cái gì tính tình khó chịu á. Mình sẵn ngay sàn ngồi nghe chửi. Gọi như là quét nhà, lau dọn, giặt giũ, em làm nấu cơm, làm được hết. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Chăm sóc vậy luôn á hả? Vậy mà cũng nở nào, lòng nào có người khác hả? Ngược nhiều khi như nó ngược á. Những người tốt thì lại không thích, nhưng mà những bạn trai đối xử này kia mà đánh thì cũng vẫn bám theo. Hay là tại vì em chưa quan tâm bạn trai gái một cách sâu sắc, chưa hiểu người ta ăn uống, nhưng mà em không biết là thật sự người ta muốn cái gì. Muốn em cứ lo mua mận cho người ta trong khi người ta thích ăn ổi thì sao? Bây giờ bữa nay em phải làm một cái gì đặc biệt để em ấn tượng với bạn gái. Chứ chị nhìn tướng em thấy ấn tượng rồi đó. Trời ơi, mang đôi dài dữ luôn ha. Bây giờ em hát khúc tặng bạn gái đi. Mà em thì hát thì không có hơi, hát thì dở nhưng mà vẫn hát. Đúng rồi, ấn tượng. Hát bài Em Là Của Anh. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu, cảm giác bên nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta đã yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Bự vậy không có hơi gì cho người trời. Em ở Cà Mau hả? Dạ, em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu. Giờ chuyện nào lấy vợ được luôn. Tình cảm nó đủ thì mình tiến tới hôn nhân thôi vậy.
chứ không quan trọng là thời gian. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì mới lên đây lập nghiệp thì mình chưa có gì hết. Quan trọng là cái người bạn gái tin tưởng vào em là được rồi. Long An, Sài Gòn nó gần thì gần nhưng mà đều cũng là xa à. Rồi đi chơi thì sao, mỗi tuần gặp nhau bao nhiêu lần? Rồi em chị... thì những cái ngày mà cái hàng bên Nhật về thì nói chung là nó không có thời gian cố định, nó chỉ báo chiếc một tuần thôi. Còn những chiếc nếu mà không có là bất kể các ngày trong tuần là từ buổi tối từ 7 giờ là em rảnh hết. Chạy lên đây chơi bạn gái cũng mất tiếng đi lên tiếng đi về á. Không biết bạn gái ở đâu? Ở Tân Bình ạ. 30 phút. 30 phút là cái đó. Chịu không? Mà nhưng mà rồi lấy nhau là đi về Long An ở luôn phải không? Nói chung là chỗ nào mình làm cái tiền nhiều hay là mình ở đó thôi. Cái đó hai bạn trao đổi với nhau dạ, nha dạ. Coi giờ ai đi theo ai. Em có định là mình mua nhà mua cửa vô đen không? Ở Sài Gòn nó kẹt xe với mà gửi xe thì cũng khó khăn. Chứ mình ở Long An mình có điều kiện mình cho Sài Gòn chơi bình thường cũng nửa đúng tiếng là tới rồi. Đúng. Mà đất Long An thì rẻ hơn. Em cũng định là mua một miếng đất với đủ cắt ngôi nhà vậy thôi. Rồi đến xem đàn gái sao, 58. Dạ. Ồ chào em gái. Dạ. Anh này rất là chất phát thật thà. Dạ. Hiền lắm á. Dạ. Nãy giờ em nghe em nói em thấy sao? Dạ em thấy hiền ạ. Hiền á? Dạ. Em cũng hiền quá hả? Dạ. Hai người hiền khô luôn nha. Chưa có mỗi tình dắt dai. 21 về Cà Mau sống, ý về Bạc Liêu sống luôn đi. Cho nó yên bình nhẹ nhàng. Dạ, em cũng thích về với quê sống ạ. Thích luôn đúng không? Trời được thích, quá. Hay quá. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Được đó. Cô bên đây hiền, hiền khô à. Chàng trai miền Tây chất phát thật thà. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Anh thấy cô gái bên kia cũng dễ chịu đó ha. Bây giờ em đi với ai vậy á? Em đi với mẹ của em. Chào cô. Dạ chào cô. Chị mẹ của Thành Long, chị mới lên tới đây là hồi 5 giờ sáng. Dạ. Hồi nãy giờ chị cũng nghe là nghe cháu nói, chị cũng đồng ý. Chị cũng thấy thương. Chị cũng mong là hai đứa thương nhau. Là chị cũng cưới vợ cho nó. Tại vì năm nay nó cũng 29-30 rồi. Cái cháu xinh xắn đẹp gái. Dạ. Cô mong muốn dâu là hiền, chứ không cần biết nấu ăn hay nướng. Tại vì đợi giờ không nấu nướng cô không lại gì hết. Dạ. Coi như từ từ sau rồi nó có chồng nó cũng biết nấu nướng. Hồi đó cô cũng đâu biết nấu nướng đâu. Dạ, dạ cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Em gái. Dạ, em đi với ba mẹ, em gái với mấy chị trong công ty ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ, chào bác. Cái gì ạ? Và thấy cái cháu trai em đây á, tính tình á, thấy nó hiền. Dạ. Và nó chân thật lắm. Dạ. Con cũng vậy, nhưng mà được hai đứa bù đắp lại. Cái cháu trai này nó giỏi về cái nấu nướng à. Dạ. Bù đắp lại khuyết điểm cho nhau. Con nên cho nhau cơ hội à. Nếu mà con đi xa làm dâu bác đồng ý không? Bên đây ba đứa gái lần ạ. Dạ, không sao hết hả? Nói chứ nó không về quê đâu. Ở đây lập nghiệp này giờ giỏi lắm. Còn mẹ? Mẹ có ý kiến gì không? Mẹ thấy bạn này cũng hiền. Nhi bấm nút đi. À, trời ơi, mẹ ngắn gọn quá. Hai bên gia đình ủng hộ hết trơn rồi ha. Cũng rất là tình cảm ha. Gương mặt có hậu hết trơn á. Mà hai đứa cũng hiền nữa. Thôi ráng đi. Mở rào. Quà này gửi tặng em. Dạ, em gửi anh ạ. Nó nặng. Dạ. Trời ơi, ông cao gì cao dữ vậy, đâu đó đứng gần bạn gái coi rồi ví dụ muốn hung là phải dướng lên đó. Rồi được rồi, hai bạn về chỗ ngồi nói chuyện đi. Anh giới thiệu gì món quà anh tặng luôn. Dạ. Đó là xương gọc, bề ngoài có vẻ như là khô khan gai góc nhưng mà cái trong lòng thì lúc nào nó cũng có sức sống mạnh mẽ. Cái đó là nói về con người của anh á. Bề ngoài nó khi mà nó khô khốc gì nhưng mà như trong lòng nên nó mạnh mẽ lắm. Thứ hại là nói về tình yêu á thì xương rồng nó cũng đại diện cho tình yêu, thể hiện cái sự mà chung thủy này kia. Anh có hỏi chị Google là xương rồng theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ai đến rồi mang em đi. Cảm ơn ạ. Anh hỏi là cái ý nghĩa cái quyển sách em món quà em tặng cho anh thì giống như là mỗi người lớn rồi thì chúng ta sẽ có công việc cuộc sống nó hơi là bề bộn nên là giống như là mình muốn trở về chỗ thơ thì mình giảm bớt áp lực của công việc á anh. Anh thì cái vụ mà đọc chữ sau này anh giỏi lắm nhưng mà anh sẽ cố gắng đọc hết quyển sách của em. Yeah. Coi hình thôi. Dạ. Rồi mình tính nói chuyện hẹn hò đi. Nhà em ở Tân Bình. Dạ đúng rồi. Buổi tối là gì em rảnh hết rồi. Dạ khoảng sau 7 giờ là em rảnh rồi ạ. Anh định khi nào mới kết hôn ạ? Hiện giờ hay là lúc nào cũng được. Với lại em là không có giỏi nội trợ. Với lại là không có được không sao. Cái chuyện nấu ăn anh dạy em luôn. Anh sẽ nấu ăn rất là ngon. Với lại cho em hỏi là em rất thích coi phim ma luôn á. Có thể là anh có thể đi cùng với em để coi phim được không? Có chứ. Anh nói chung là anh rất thích xem phim. Đi cùng với bạn gái đi mấy chỗ đi mua sắm là đi mấy trung tâm thương mại anh rất thích đi. Đi rồi có mua không?
cái chuyện đó là mua hay không là còn nhìn là mình thì mình thích hay là không. Hai tháng nữa là ở nhà anh là có đám cưới tôn ngoại anh, nếu tới đó em có tiện về không? À, thế được thì em sẽ đi ạ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau, mình nói lên cảm nhận của mình hiện tại như thế nào. Em nói trước hay anh nói trước? Anh nói trước đi ạ. Cảm nhận thì em giống như là mẹ nói với em là xin phúc hậu anh hết hay tới em. Trời ơi, gì cục ngủng vậy ông. Cái lần đầu tiên thì là như vậy là cảm thấy là quá thích. Em thấy anh cũng hiền á. Nói chung là chắc cũng là biết chăm lo cho gia đình. Yêu cầu của em chỉ có nhiêu đó thôi là anh đáp ứng được rồi ạ. Anh hứa là sẽ đáp ứng được. Dạ. Hết thời gian. Rồi. Để tay nút bấm nha bạn trai. Nghe nhịp tim của mình có đập hay không? Có ba, có mẹ, có gia đình hai bên, có họ hàng, có hàng triệu người đang theo dõi. Chúng ta nói tất cả những gì họ đều nghe được. Và sự quyết định của mình nó liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời của chúng ta đó. Suy nghĩ cho kỹ rồi bấm nút các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng sẽ có không gian lãng mạn để các bạn xem phim với nhau, tìm hiểu nhau. Hãy xin phép ba mẹ của bạn gái để được hôn bạn gái nụ hôn đầu tiên. Còn xin phép bắt chào gái cho hôn bé Nhi là nụ hôn đầu tiên. Không. Rất dễ thương. Dễ thương đó nha. Rõ ràng không ạ? Dạ em nghe rõ ràng anh. Ok, vậy thì mời anh Tiến giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về ngày năm sinh, họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, mình đang ở đâu, những thông tin cá nhân của mình nhá, để mà anh em mình tiếp trao đổi với nhau. Dạ, em tên là Thiều Quang Tiến, sinh năm 1990, địa chỉ của em là 329/5/6 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Công nghiệp, công việc của em hiện tại em đang làm là sở vệ sinh môi trường của thành phố. Đây đâu nhìn được. Sở vệ sinh môi trường thành phố. Dạ. Thì gốc mình sinh ra lớn lên tại Sài Gòn luôn hả anh? Dạ đúng rồi anh. Em phải gọi lên tổng đài. Cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào của anh Tiến nhờ mà anh tự tin nhất khi mà nói về mình á? Điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là hòa đồng và vui vẻ. Ok. Dạ. Ông Hiệp. Còn điểm yếu của em là... Vẫn thấy hỏi ở đây. Anh Hiệp làm biên tập cho chương trình đây mà. Đúng rồi chị. Bạn muốn hẹn hò hả? Thôi có hút nhiều không anh? Dạ thì công việc này em đi làm thường thường thì chủ yếu là ban đêm nhiều hơn ban ngày. Nên là thường thường chạy xe thì ngày hút cỡ một gói. Ăn nhậu thì cũng có nhưng mà... rất là ít, một tháng 30 ngày, chắc cỡ một ngày em được cầm một ly bia. Một tháng 30 ngày? À, dạ. Nghĩa là chỉ có một ngày duy nhất thôi. Một ngày duy nhất trong một tháng. Dạ. Thì không có luôn. Về cái câu chuyện về tình trường của anh Tiến thì sao nhỉ, anh Tiến nhở? Dạ thì cũng... về chuyện tình cảm thì nói chung là... năm 2018 là em có lập một gia đình rồi, nhưng mà về hoàn cảnh là cuộc sống hôn nhân á, cha mẹ em, dòng họ em á không có đi hỏi cưới người đó, chỉ có mình em là tự thương người, tự đi theo người đó rồi tự kết hôn. Chị coi lại cái số thì em rồi xong, không biết bấm dạ sao. Tự thương rồi theo luôn, bỏ gia đình kia nọ đi theo người đó rồi tự đăng ký kết hôn với người đó. Rồi xong rồi sống với nhau được thêm một năm nữa thì có bé gái, rồi cuộc sống nó cũng không có được ổn định kia nọ, rồi hai vợ chồng em đã ly hôn cách đây được hiện tính luôn tới hiện tại bây giờ là được 4 năm. Hiện tại thì con gái em thì nó, con em thì giờ nó đang ở dưới quê với bà ngoại nó giữ, còn em thì không có chăm sóc con. Chỉ là lo cho con về phần này. Khi mà coi lại cái số mà chung người ta hỏi á, thì nhấn cái gì quên rồi. Chị video call đi chị. Nhưng mà tại sao mà mình đã thương yêu nhau mà mình đã bỏ qua tất cả mọi thứ để mất nhau á, những cái lý do mà chia tay của anh chị là
Thứ nhất là vì công việc, vì cuộc sống nó, vì cuộc sống nó không có ổn định. Thứ hai nữa là do đúng rồi, cũng tầm cái bản này em nhắn chị Trân rồi, vợ em á, nó này nọ hồi lúc 35 đợt số đó đó. Vợ em này nọ kia nọ, rồi vợ chồng em lục đục về chuyện tình cảm, vợ em quen người này người kia, rồi sau đó rồi vợ em nó bỏ trốn em, nó về dưới quê nó ở. Và em cũng có về dưới quê, cũng có năn nỉ, à vợ em nó nói thẳng với em là muốn nói chuyện gì nữa thì ra tòa nói, còn tình cảm thì không còn nữa. Thì em thấy vậy thì em cũng nói thẳng một câu luôn, em đã em bạn tình nghĩa rồi. Sau đó thì hai vợ chồng em ra tòa án làm giấy ly dị hôn thú, mà thấy xong xuôi xé bỏ toàn bộ luôn. Đã xong xuôi hết rồi đúng không ạ? Dạ. Nói chung là giấy tờ đã xong xuôi. Vợ em lúc trước cũng có một đời chồng trước mà ở nó không ở được một năm không hợp thì vợ em cũng chia tay rồi, cũng quen em đó. Thì bây giờ là anh đến với cái chương trình của bạn muốn hẹn hò là sẵn sàng để tìm một quan hệ mới rồi phải không? Dạ. Cái động lực gì mà khiến các chương trình của mình? Sao anh? Cái động lực gì để mà khiến động lực gì ấy để mà khiến anh tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò? Dạ thì thứ nhất là em cũng đã từng xem chương trình này cũng rất là nhiều lần, và em cũng thấy chương trình này hay, cũng có ý nghĩa, với lại cũng tìm cho những cái mảnh ghép còn lại với nhau. Tại vì trong công việc này của em đi làm á, thì đa phần là em làm đêm nhiều hơn làm ngày. Và cái thời gian của em á là ban ngày thì ban đêm nữa thì không có, như cũng đi chơi cũng không có giao lưu gì với ai được. Thì cho nên là em thấy chương trình này em cũng muốn đăng ký để nhờ chương trình giúp tạo một cái sự mối quan hệ. Dạ vâng. Thì anh là cái mẫu người đó để mà đồng hành cùng anh cho cái cuộc sống sau này á, là anh muốn hướng tới mẫu người nào? Dạ thì nói chung với em là em không có quan điểm gì người phụ nữ đó vậy đó. Miễn là người phụ nữ mà em sẽ gặp đó là sạc của chị đó. Cũng nếu một lần đổ vỡ cũng được, hoặc là chưa một lần đổ vỡ cũng được, cũng không sao. Nhưng mà có thể là ở trên Sài Gòn là được không anh? Hay là chẳng hạn như là người ta ở dưới quê mà người ta đang sinh sống và làm việc trên Sài Gòn này á, để cho cái tiện cái việc mà giao lưu gặp gỡ nhau nó dễ hơn. Dạ vâng, ok, đó là những cái. Nhưng mà còn về đặc điểm cách hay là cách sống hay lối sống thì anh không có gì không? Nói chung là theo anh nói là về cái mối quan điểm của cái người phụ nữ đó hả anh? Dạ vâng, về cách của người phụ nữ này về quan tâm chăm sóc gia đình này kia thì anh có muốn yêu cầu đặc biệt không? Dạ thì em cũng muốn một người phụ nữ đó, nói chung là cũng em thì không có biết nấu ăn, em dở gì nấu ăn, thì em chỉ muốn có một người bạn biết nấu ăn một chút và biết quan tâm gia đình hai bên thôi. Dạ, bây giờ có một người phụ nữ đã có hôn trong hôn nhân rồi và cũng có con á, thì anh có dạ. Người đó không? Dạ không anh. Tại vì đối với em thì bây giờ chuyện đó là chuyện bình đẳng anh, ai cũng đổ vỡ hết. Quan trọng là mình đến với nhau, là mình có cùng nhau có chí hướng đi tới cái cuộc sống hay không thôi. Còn con cái thì dạ. Về một người phụ nữ đó thì có anh có yêu cầu gì không ạ? Quan nhất của bạn. Thứ nhất là em chỉ yêu cầu là bạn ấy có một cái công việc ổn định. Dạ ok. Dạ ổn định, với lại bạn ấy có thể biết nấu ăn và chăm sóc gia đình là được rồi. Còn về ngoại hình thì em không có quan điểm là như thế nào, em chỉ cần người ngoại hình là vừa được thôi. Được. Dạ em trước mắt em cảm ơn anh Tiến đã tham gia buổi casting ngày hôm nay. Với những cái thông tin mà anh có cung cấp cho bọn em á, làm móng cho nó gãy.
và phù hợp nhất. Sau đó chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhá. Dạ 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 dạ. Vâng, nếu mà người đầy đủ những cái tiêu chí mà để tham gia chương trình thì sẽ nội dung chi tiết và cụ thể hơn với anh để mà chúng mình thống nhất. Cảm ơn anh. Dạ, dạ cảm ơn anh và cảm ơn chương trình. Nha rồi anh Tiến rồi phần cát của mình xong rồi đó, anh có thể bấm nút rec của cuộc gọi nha. Cảm ơn anh. Dạ rồi em chào chị ha, em là Mai Trang biên tập của chương trình. Dạ hôm nay thì mình có một buổi cát tư nói chuyện với nhau làm quen chị nha. Dạ. Dạ rồi hiện tại thì em đang làm việc ở nhà, con cái thì cũng hơi lu bu nên là em xin phép tắt camera nha. Dạ. Dạ rồi bây giờ chị giới thiệu một xíu về bản thân của mình đi ạ, về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán của mình như thế nào ạ. À? Em mời chị. Dạ vâng ạ. Thì tên em là Trần Thị Kim Yến. Và em là đầu bếp và kinh doanh quán cơm tại nhà. Chị sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 80 á chị. Chị quê chị ở đâu và chị đang làm việc ở đâu? Dạ. Em đang ở Ninh Thuận, ở tỉnh Thuận, ở Thuận Bắc, Ninh Thuận. Và em kinh doanh quán cơm của gia đình. Rồi chị đang ở Ninh Thuận luôn hả? Rồi quê chị ở Ninh Thuận luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi mình làm cái quán cơm này là mình làm với ai? À cái này em tự mở chị. À mình làm một mình luôn, mình tự nấu tự bán luôn. Dạ dạ. Ờ à, bây giờ cực lắm á. Đúng bình thường chị. Dạ. Dạ rồi. À bây giờ chị giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi ạ. À em hả? Nói chung dạ. Em sống từ lập. Em sống từ lập từ năm 15 tuổi. Nói chung là em thì cuộc sống của em thì nói chung là cũng hơi mạnh mẽ. Và cái điểm yếu là nói chung là đôi lúc mình ngồi mình suy nghĩ mình buồn thì mình khóc vậy thôi chứ còn không có gì hết. Hay khóc rồi đúng không? Tuổi thơ mình khóc hả? Vậy là mình điểm mạnh của mình là có nấu ăn rồi cái gì nữa? Chị có văn nghệ ca hát này kia không? Dạ có. Văn nghệ em cũng có tham gia bên đội của xã. Về mình ca hát này kia cũng ngon lành ha. Dạ nói chung về mọi mặt, đảm đang về nói về gia đình thì em là rất là đảm đang. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi chị?